Đời Ngọc mà không đem viết lại tình chuyện cho mọi người biết thì em thấy uổng dữ lắm. Đừng có đuổi con mà, đừng có đuổi con mà mẹ, con ở lại đi mà. Mẹ ơi mẹ, mở cửa con đi mẹ ơi. Đời Ngọc có gì đâu viết. Thôi không viết đâu. Em nghĩ Đời Ngọc có rất là nhiều cái để viết đấy chứ. Chẳng hạn như Ngọc gặp rất là nhiều người, đi qua rất là nhiều nơi, và những mảnh đời như Ngọc, Ngọc giúp đỡ cho họ, có nhiều thứ để viết mà. Anh có yêu em thật lòng không? Anh phải nói thế nào em mới tin đây? Vậy nếu em là đàn bà, anh có còn yêu em không? Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc, có làm được gì? Thôi cũng được, nhưng em đừng viết về tình cảm, nó nhàm lắm. Bởi vì cũng như bao nhiêu chuyện tình đồng tính khác thôi, viết ra chỉ tốn giấy mực, tốn công của độc giả. Nhưng cái mà Ngọc muốn nhấn mạnh đến, đó chính là ước mơ trở thành đàn bà của những người như Ngọc. Làm đàn bà không chỉ là phấn son, là quần áo, là cử chỉ hay điệu bộ, mà làm đàn bà là từ tim. Và như thế, tôi đặt tay vào viết những dòng đầu tiên cho cuốn tự truyện kể về hành trình đi tìm giấc mơ của những người đàn bà trong thân xác đàn ông, một chuyến hành hương gian nan vô định, mong tìm lại được tự do cho tâm hồn của mình. Tôi đã đi qua những nỗi đau, những niềm vui, qua cả nước mắt và qua cả máu, qua cả những giấc mơ đàn bà không hình hài, để rồi khi nhìn lại, nhận ra ta chỉ là hạt bụi giữa khoảng trời thênh thang. Liệu có bao giờ quá trễ cho một ước mơ?